Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng Minh chuyên vật tư.com, một công ty chuyên cung cấp các loại vật tư phụ kiện đường ống và các loại van vòi. Vật tư phụ kiện đường ống thì công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại vật tư, chất liệu của nó bằng thép mạ kẽm, chất liệu của nó bằng thép đan, chất liệu của nó bằng inox 304/316 chống rắc rỉ. Thì trong các loại van vòi thì hiện tại là công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại van như là van bi này, van bi xà rang, van bi mặt bích, văn bướm, văn cầu, văn cửa, y lọc chữ y và các loại rọ bơm. Thì hôm qua có một người khách liên hệ với công ty Phan Nhân, số điện thoại của Hùng á, thì ảnh hỏi là bên Hùng có bán cái y lọc rang nhưng mà nó sử dụng điều khiển bằng khí nén hay không. Thì mình nói với ảnh là mà anh mua cái dạng mà y lọc nhưng mà gọi là van xiên khí nén đúng không? Thì ảnh nói là đúng rồi. Thì anh nói, anh hỏi Hùng là bên mình có hàng sẵn hay không. Thì Hùng mới hỏi ảnh là anh đang cần cái loại van đó phi bao nhiêu. Thì anh nói là anh cần phi 49 anh chị các bạn. Thì Hùng nói là có hàng, anh nói là review cho ảnh coi thử nó như thế nào, có đúng cái hàng ảnh yêu cầu hay không. Thì nhân tiện đây thì Hùng cũng lấy hàng mới 100% ra, Hùng review để cho anh chị và các bạn xem luôn. Thông qua cái clip này Hùng sẽ gửi cho ảnh luôn để ảnh có thể tin tưởng và biết được là cái hàng này hiện tại là Phan Nhân đang có bán và cái hàng này ảnh đang cần mua nó đúng như những gì ảnh đang mong muốn và yêu cầu. Thì đây là một cái van, đây là một cái van y xiên, cái van xiên khí nén anh chị các bạn. Cái van này á, thì nó cái hình của nó giống như là cái chữ Y như thế này nè. Nó gồm một cái thân van, chất liệu của nó bằng cơ, bằng chất liệu bằng inox 304 chống rắc rỉ. Và bên này là cái đầu khí nén. Thì cái van xiên khí nén hay gọi là van y xiên điều khiển bằng khí nén, Nó là một cái loại van xài cho cái khí nén dùng để đóng mở lưu chuyển hơi nóng hoặc là chất lỏng đi qua cái đường ống, một là có thể thường đóng hoặc là thường mở. Van này á thì cái dạng của nó có hình chữ y anh chị các bạn. Nó gồm một phần thân và một phần bên này là khí nén có đầu vào nè. Thì cái loại van xiên khí nén này hiện tại là công ty chúng tôi đang có quy cấp từ phi 21, nó tương đương với DN15, phi 34 thì nó tương đương với DN25, phi 42 nó tương đương với DN32, phi 49. Cái mà ảnh đang cần mua đây anh chị các bạn là DN40, rang này là phi 49. Thì đó, hai đầu rang này và cái đầu này là đầu khí nén. Cái hàng này là hàng nhãn hiệu của nó là Atac nha chị, cái đầu này đầu khí nén Atac, còn cái thân van này DeLon. Thân van này là xuất xứ của Đài Loan. Thì cái van này á, chất liệu của nó bằng inox 304, inox 316. Cái sản phẩm này á, phía bên trong á, cái này nó có cái rôn BTFE. Cái rôn BTFE chịu nhiệt, bên trong này nó có rôn BTFE chịu nhiệt cao nha. Tiếp theo là cái lùng cái áp suất vận hành của cái van này á, nó là 16 kg mà nhiệt độ mà nó có khả năng chịu nhiệt á, từ 50 tới 180 độ C nha anh chị các bạn. 50 tới 180 độ C. Và cái nó điều khiển bằng khí nén. Đây, nó điều khiển bằng khí nén này. Thì cái loại hàng này công ty Phan Nhân chúng tôi bán và công ty chúng tôi có thể bảo hành cho quý khách hàng trong vòng 12 tháng và hàng mới. Rất mong quý anh chị và các bạn cùng cái người khách thông qua cái clip này, anh chị các bạn đã nhìn thấy cái van này rồi, anh chị các bạn có thể liên hệ trực tiếp công ty để nhận báo giá từng cái loại van cụ thể, từ phi 21, phi 27, phi 34, phi 42, phi 49, phi 60. Công ty Phan Nhân chúng tôi sẽ báo giá ngay thông qua số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và nói rõ cho chúng tôi biết anh chị các bạn đang cần cái van phi bao nhiêu. Đây là cái van xiên khí nén, hay là cái van y xiên điều khiển bằng khí nén, hay là gọi là cái van y điều khiển bằng đầu khí nén. Chất liệu của thân van bằng inox 304/316. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ Phan Nhân. Anh chị các bạn có thể đăng ký kênh để khi Hùng review những cái loại hàng khác
anh chị các bạn có thể biết thêm một số cái sản phẩm mà Phan Nhân đang bán và thị trường nó đang có. Mến chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.